Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem trong ngày hôm nay mùng 3 tháng 2 sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Sau 3 ngày rất im ắng thì vào đúng 0 giờ ngày hôm nay mùng 3 tháng 2 thì Quỳnh Trần JP đã xuất hiện với một vlog mới. Và trong video lần này thì chị Quỳnh cũng đã chia sẻ về việc là tại vì sao đã im ắng rất nhiều ngày vừa qua trên YouTube. Ngay từ khi bắt đầu thì Quỳnh Trần JP đã chia sẻ rằng mấy ngày qua thì chị rất mệt mỏi vì vừa phải chăm bé Sa, vừa phải làm YouTube suốt thời gian qua. Hơn nữa thì YouTube còn không cho phép Sa xuất hiện nên là chị Quỳnh sẽ phải căn lại thời gian để bé Sa không chạy qua chạy lại thì mới có thể quay vlog một lèo được. Ngoài ra thì lý do khiến cho chị Quỳnh rất áp lực và mệt mỏi hơn cả là vì lượt xem trên YouTube đã bị giảm rõ rệt. Kênh của chị đã bị đánh thành kênh trẻ em nên là không còn được hiển thị trên phần đề xuất của người dùng nữa. Về vấn đề này thì cho tới nay chị Quỳnh vẫn chưa có cách nào để khắc phục cụ thể. Và những chia sẻ của chị Quỳnh thì đã khiến cho người xem vô cùng xúc động. Chị Quỳnh cho biết Quỳnh nấu ăn không giỏi, nhưng mà Quỳnh biết tới đâu thì sẽ chia sẻ với mọi người tới đó. Bây giờ thì Quỳnh coi YouTube là một cái nghề rồi. Cái nghề đó nuôi sống Quỳnh, nuôi cả gia đình Quỳnh. Và đã có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, không biết là có thể tiếp tục nổi hay không nữa. Quỳnh cần nhiều người để có thể hỗ trợ mình. Và thực sự thì chỉ có một mình Quỳnh. Quỳnh làm thì cũng được, nhưng mà về lâu về dài thì sợ không đủ sức. Ở phần cuối video thì chị Quỳnh còn hé lộ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Đó cũng là lý do khiến cho chị im ắng rất nhiều ngày vừa qua. Quỳnh đã bị suy nhược cơ thể, đi ra ngoài đường lúc nào cũng phải bịt khẩu trang. Ở Nhật bây giờ thì đang có dịch cúm mùa đông và dịch cúm của Vũ Hán nữa. Vì vậy mà giờ đi mua khẩu trang cũng không có, muốn mua thì phải xếp hàng. Giờ đây ra ngoài đường sợ lắm. Và hiện tại thì những chia sẻ này của mẹ bé Sa đang được dân tình cực kỳ quan tâm. Và dưới phần bình luận của video này thì hàng ngàn lời động viên, xót xa và cổ vũ hai mẹ con đã được dành cho chị. Mới đây thì kênh YouTube thuộc quyền sở hữu của công ty ICM là ICM Studio đã bất ngờ ẩn đi toàn bộ những video đã đăng tải trước đó, khiến cho nhiều khán giả không khỏi nghi ngờ đây chỉ là một chiêu trò của cây ICM và mẹ nuôi của mình. Trong khi chuyện KICM mua xe mới còn chưa lắng xuống thì mới đây, một trong những kênh YouTube triệu view đang được anh chàng nắm giữ là ICM Studio đã bất ngờ bốc hơi và để lại sự khó hiểu cho người hâm mộ lẫn netizen. Dù không trực tiếp sở hữu bản quyền những MV trăm triệu view của bộ đôi Drake và KICM, song ICM Studio cũng là một trong những kênh YouTube rất quan trọng. Các bản gốc karaoke như là Hồng Nhan, Sóng Gió, Bạc Phận, Hồng Nhan Remix v.v. đều đạt được một lượng view cực khủng. Có những video trên cả chục triệu view và việc kênh ICM Studio đã mất tích và cũng đồng thời khiến cho những bản karaoke rất được yêu thích trong thời gian vừa qua cũng đã biến mất khỏi YouTube. Và trước hiện tượng bất thường này thì cư dân mạng đã có nhiều suy đoán khác nhau. Có người thì cho rằng có lẽ là vì dính dáng đến bản quyền nên là các video karaoke này mới bị YouTube đánh gậy bản quyền. Và vì vậy nên là công ty của KICM buộc lòng phải tạm thời khóa kênh để tránh bão. Tuy nhiên thì cũng có không ít ý kiến suy đoán đây lại là một chiêu trò mới gây ồn ào truyền thông của KICM và mẹ nuôi của mình. Và hiện tại thì vụ việc vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía cộng đồng mạng. Sau khi công khai giới tính của mình trên báo giới thì mới đây nam ca sĩ Linh Ly đã thay đổi thông tin giới tính của mình trên trang cá nhân thành nữ như một động thái để khẳng định lại con người thật của mình. Ca sĩ chuyên cover các bài hát đình đám cho biết bản thân thích khán giả gọi mình bằng tên hoặc là danh xưng anh hay chị đều được. Và cụ thể thì Linh Ly đã viết: gọi sao cũng được mà, gọi chị hay là anh cũng được, Linh không nghĩ gì đâu. Đặc biệt là chủ hit Cô Gái Bàn Bên cũng cho biết cảm thấy quá mệt mỏi vì đã cố trở nên nam tính trong quá khứ. Do đó thì việc quyết định công khai giới tính để bản thân được vui vẻ hơn và có thể trút bỏ được vỏ bọc bấy lâu nay. Nam ca sĩ sinh năm 1988 này cũng thừa nhận với các fan của mình rằng bản thân cảm thấy thoải mái và được sống đúng với chính mình từ thời điểm công khai giới tính thật. Linh Ly ăn mặc nữ tính hơn, để tóc dài, trang điểm một cách điệu đà chứ không phải là Linh Ly gầy gò trước đây nữa. Chia sẻ về chuyện tình cảm thì Linh Ly cho biết mình chưa từng có một mối tình đầu dù đã 32 tuổi. Và thời điểm chưa công khai giới tính thì mỗi khi được hỏi về chuyện tình cảm, Linh Ly thường hay trả lời qua loa là có yêu thầm một cô bạn thân. Nhưng mà thực sự là cảm giác nói dối ấy thật sự rất khó chịu và bực bội. Thương cảm hơn khi mà Linh Ly từng thích trai thẳng, nhưng mà tình cảm đó chỉ dám để trong lòng và không dám thổ lộ ra cho ai biết cả. Theo dự định của bản thân thì Linh Ly sẽ phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn khi mà có thể gom đủ tiền và có đủ sức khỏe nữa. Chỉ sau một đêm kể từ khi mà giá bán khẩu trang được bình ổn trở lại thì rất nhiều nhà thuốc trên địa bàn thành phố đã đồng loạt treo biển là không bán khẩu trang và không bán nước rửa tay sát khuẩn, khiến cho rất nhiều người dân đã đồng loạt phản ứng. Cụ thể là vào ngày hôm qua, một tài khoản Facebook được cho là chủ của một cửa hàng thuốc Tây đã lên tiếng kêu gọi những nhà thuốc khác ngưng bán khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn. Trong sáng ngày hôm nay mùng 3 tháng 2 thì nhiều cửa hàng và hiệu thuốc tại Hà Nội đã đồng loạt đăng thông báo không bán khẩu trang và không bán nước rửa tay kèm dòng chữ đừng hỏi.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra thì dân tình đã ngay lập tức để lại rất nhiều những bình luận thể hiện thái độ phẫn nộ trước sự việc này. Tuy nhiên thì một số khác lại cho rằng việc các nhà thuốc ngừng cung cấp khẩu trang là có lý do của họ. Tài khoản của một thành viên có tên là A đã bình luận rằng đâu phải ai cũng lợi dụng dịch để bán giá cắt cổ đâu. Tình người từ các dược sĩ không hề thiếu, nhưng mà lợi dụng việc nhà nước siết chặt để bán chặt chém khẩu trang để làm cho phản ánh thiếu trách nhiệm thì nhà thuốc họ buộc phải nghỉ bán khẩu trang để tránh phiền toái và thiệt hại tài chính của cửa hàng là điều tất yếu. Và đứng trước sự việc này thì ông Chu Xuân Kiên là Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã cho biết: chúng tôi đang phối hợp với Công an Kinh tế để kiểm tra. Trường hợp phát hiện ra trong kho vẫn còn hàng nhưng mà nhà thuốc treo biển không bán là cố tình găm hàng, đầu cơ không bán cũng có thể bị xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại thì lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra các nhà thuốc tại các khu vực liên quan. Nhân dịp ngày Vía Thần Tài ngày 10 tháng 1 âm lịch thì từ tờ mờ sáng ngày hôm nay đã có rất nhiều người dân xếp hàng để mua vàng trước cửa rất nhiều cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông. Mặc cho thời tiết ở Hà Nội thì mưa rét và tình hình dịch cúm corona thì đang có rất nhiều những chuyển biến phức tạp. Bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày hôm nay thì rất nhiều người dân đã xếp hàng kín trước các cửa hàng vàng. Tất cả khách và nhân viên thì đều đeo khẩu trang. Một số đơn vị thì còn phát miễn phí khẩu trang, găng tay và yêu cầu khách rửa tay bằng dung dịch cồn trước khi vào cửa hàng. Năm nay thì khách hàng cũng không được tự ý đeo thử các sản phẩm khi mà chưa được sự hướng dẫn của nhân viên. Và hầu hết thì các cửa hàng đều giới hạn lượng khách vào mua. Mỗi lần chỉ được khoảng từ 5 cho đến 10 người. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong ngày Vía Thần Tài, tức là ngày hôm nay thì bắt đầu từ 7 giờ sáng, nhiều tiệm vàng cũng đã rất đông đúc khách đến mua. Theo quan niệm của người dân thì mua vàng vào ngày này thì sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Và theo ghi nhận thì trong sáng ngày hôm nay, giá vàng bán ra của các cửa hàng đều chạm mốc 45 triệu đồng một lượng, tức là tăng lên khoảng 600 cho đến 800 nghìn đồng với thời điểm trước Tết. Bên cạnh đó thì ở miền Nam, trong mâm cúng thì ngoài vàng, hoa quả, thịt heo vân vân thì không thể thiếu cá lóc nướng. Và theo ông Thọ là một người dân chuyên bán cá lóc nướng đã cho biết, gia đình ông đã nướng tới hơn 3.000 con cá lóc và tiêu thụ khoảng 1 tấn trong dịp Tết này. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay, mùng 3 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai.